Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị Thanh Tâm, thiết bị điện Thanh Tâm ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp cái loa còi báo, loa hay là còi báo, còi hụ gì đó, dùng trong các ứng dụng để cảnh báo trộm các thiết bị an ninh trong gia đình vân vân. Thì cái loại này dù là cái loại loa thạch anh, dùng điện 3-24V DC, điện một chiều. Thì dây đỏ là dây dương và dây xanh, dây đen tức là dây điện âm. Ở đây mình dùng cái bình ắc quy 12V GS để thử cho bạn xem nghe âm thanh của nó ha. Và trên cái shop thiết bị điện Thanh Tâm .com của mình á thì có nhiều cái loại còi báo khác, các bạn có thể quan tâm và theo dõi thêm. Đây là còi báo mà nó sẽ kêu cái tiếng không liên tục nghe không? Đứt đoạn và nó âm thanh nó sẽ tăng dần. Tiếng đứt đoạn và âm thanh tăng dần. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và nhớ đăng ký kênh YouTube để ủng hộ shop thiết bị điện Thanh Tâm ha. Cảm ơn các bạn.